Ok. Hello mọi người, hôm nay thì là thứ 56 nhỉ? À hôm nay là thứ 5. Thì gọi là giờ này thì anh sắp thi nhưng mà lại được nghỉ ở nhà buổi chiều. Thế là hôm nay rảnh thì làm tiếp video thôi, chứ dạo này anh cũng thật sự là vẽ vời gì nhiều rồi. Giờ này kiểu không phải suốt ngày học, anh vẫn chơi suốt ngày, không học hành gì cả, nhưng mà không hiểu sao mà kiểu vẫn bận ấy. Rồi hôm nay thì lần trước thì anh đã làm cái clip về Galaxy vũ trụ ấy, thì nó thật sự là không đẹp. Cũng là trong một clip nữa thì làm cái hành tinh, thì hôm nay anh sẽ vẽ thử một cái cảnh biển. Mà lần trước thì cũng anh thấy cái cảnh biển này thực sự là cũng rất dễ đối với mấy bạn mới tập. Thế nên là hôm nay anh sẽ sử dụng cảnh biển nhá. Thì form màu chính thì anh nghĩ chỉ có tông màu nóng, thì có màu vàng này, màu đỏ, màu đen với cả màu trắng. Đấy, bốn màu thôi. Ok, thử sử dụng 4 màu xem như thế nào. Rồi ok, anh nghĩ là sẽ thêm mấy cây dừa thì anh đã lấy một cái cọ. Và đặc biệt thì cọ này là anh cũng không biết là cọ gì lắm, nhưng anh mua là 50.000 một cái. Thì cọ này dùng sơn xong nó vẫn bị đông cứng, nhưng mà khi mà mình xịt sơn rồi nó thì nó lại ướt ra và vẽ được như bình thường. Cũng rất là hịn đấy. Hôm nay thì anh cũng sẽ có thêm một cái bay, kiểu dụng cụ hướng dẫn thôi. Cái bay này thì thường thường thì anh sẽ dùng để tạo núi ấy. Tạo núi kiểu tạo núi đá ấy, vô, hoặc là dùng tạo độ ánh sáng chiều sâu cho mấy cây. Ok, đó đấy là mấy cái gì cho bức tranh ngày hôm nay thôi. Mình cũng thử pha. Thực ra đây là lần đầu anh vẽ cảnh biển đấy. Có vài bức vẽ trước rồi nhưng mà nhìn nó xấu á. Chắc khoảng tầm này thôi. Cao thì lâu lắm mà không vẽ. Hôm trước có bạn áo đấy, có bạn áo là cọ. Đây là lúc anh cũng vừa trả lời. Ok, đặt cái hình tròn làm sao nó vào giữa cái thì thực ra cũng không nhất thiết phải giữa đâu, không nhất thiết phải vào giữa thì nó mới đẹp đâu. Đặt thế nào cũng được, thích là được. Anh cũng từng đặt linh tinh. Đây, trong này có ghi hướng dẫn sử dụng sơn làm sao để nó xịt không ra hạt như thế này. Đây, ví dụ anh vừa cầm vào anh xịt rồi thì nó ra bị hạt rất to. Thì đúng là phải lắc trước. Lắc thì nó sơn trong nó mình để lâu ấy nó sẽ đọng hết với cái cặn sơn ở dưới, mình phải lắc lên cho nó đều đã thì nó sẽ không bị bông xù hạt như này, để xăng với sơn nó hòa trộn lẫn nhau ấy. Ok, ở đây thì nó có hướng dẫn sử dụng này. Đó, trước khi sử dụng thì đúng là mình xịt, sau khi sử dụng thì mình hay để cái đầu này nó dí xuống đây, đậu để đầu này dí xuống này, sau đó mình bấm này để dí xuống này, xong bấm mấy cái để nó ra hết mấy cái sơn đặng ở trong ống. Nó sẽ không bị tắc mấy cái vòi như này. Nó sẽ không bị tắc ý. Thì lúc mình xịt thì nó cũng sẽ giảm thiểu được cái độ gọi là sida như này. Đó, cũng chỉ thế thôi, đơn giản. Có mấy cái thực, ví dụ nhá, có màu, anh có mấy lọ là anh thấy nó không biết hay bị hạt như này. Ví dụ như lọ màu vàng này là không hay bị, đúng không? Hoặc là bị hạt nhỏ quá nhưng độ màu nó trung tính thì hơi khó nhìn. Đây anh có thêm một lọ màu cam anh mới mua. Nhưng mà tất nhiên đừng nên mua lọ này nhá, anh khuyên thật đấy. Tại vì nó nhạt quá, nhìn không rõ tí luôn. Cam này không dùng được đâu, nó quá nhạt luôn. Nó chỉ mình xịt, nếu mà màu cam này mình xịt màu vàng với màu đỏ nó cũng ra. Đó, mình xịt xong kiểu hai lọ này nó ướt, nó hòa với nhau cũng ra màu cam, chúng chả cần màu. Bạn Hoàng anh vốt kiểu gì sao cho nó đẹp thế? Thực ra anh cũng không biết anh vốt kiểu gì nữa. Cứ vốt bừa lên, nhưng mà phải đảm bảo phần tối và phần sáng. Phần sáng thì nó sẽ màu sáng, phần tối thì nó màu tối. Nói chung đảm bảo được cái độ thế thì nó vẫn rất là tranh, nó vẫn rất là vượt đi.
trắng đâu nhỉ. Hôm nay hơi sida thì phướng ở cầu mà lâu quá. Lâu không cầm lọ sơn thì anh cũng hơi gọn tay. Cầu thế nào cũng được, nhưng mà không biết cầu này đẹp có đẹp không ấy. Nói chung là anh cứ thử thôi, mình phải thử mới biết được là cái gì đẹp hay không chứ. Rồi ok, giờ thì phủ màu đen thôi. Không biết anh giới thiệu mình. Rồi ok, ở dưới thì sẽ là cảnh biển. Bức này thì anh đang muốn một bức gọi là giống của ông Porfirio. Ông cũng mới ra video khoảng mấy ngày. Gọi là những dân vẽ hết ý tưởng. Không biết vẽ cái gì. Sẽ chèn thêm một cái mây vào này nhá. Mấy mây này chắc chắn là anh đã hướng dẫn cách cắt rồi. Cứ xé sao cho nó ra mấy cái tia này xong nhìn giống mây. Hôm nay em buồn. Hôm nay không có nhạc nghe, nhưng mà thôi, tại lúc nào ở video anh chả ghép nhạc mà. Cũng gọi là có tí. Giống ông không, tại vì ông ấy đúng không? Mình không nên tắt. Từ, tay run quá, lâu không ấy này. Đúng là anh chỉ hợp với phong vẽ mà gì. Nhìn đúng hơi khó thật. Nhìn mặt trời nó hơi bị viền tí, nhưng thôi chắc không sao đâu. Dòng nước thanh thang đùa. Đó, anh sẽ giới thiệu sơ qua kiểu mấy cái này thôi. Để gọi là biết thôi. Đó, thì máy bay này anh sẽ dùng để tạo vách núi này. Nó tạo mấy cái kiểu như này nhá. Đây như kiểu này. Giấy hôm nay thì anh không phải sử dụng cái giấy đắp select như mọi hôm nữa, anh dùng đang là giấy in ảnh khổ A3. Thành ra nó sẽ kiểu nó không ngấm sơn ý. Nó cực kỳ là không ngấm sơn luôn. Thành ra là mọi thứ nó đang hơi không ổn. Thank you.
cho em. Thôi, đâu làm anh mới ra video này. Hôm nay thử thì chắc là anh sẽ quay khoảng độ 2 cái. Đó, thì đây là bay vẽ sơn dầu, nhưng mà mình có thể dùng để vẽ này được. Không biết có phải lâu không vẽ thành tay nghề anh sụt không? Bước ra xì bên này mà. Bao năm sống để mây trắng em trời. Đó, cái bài này có rất nhiều công dụng luôn ý. Anh cực kỳ thích cái bài này luôn. Để quả này màu trắng đấy. Nhưng mà thực sự tại vì cái nền mình màu vàng ấy thì đúng là giấy ấy, nó không thấm nước mà nó cụ chuối ấy. Bước này khá nhanh đấy. Bước nó dễ thì nhanh thôi. Đó, đơn giản không? Khá đơn giản luôn. Vân đá ấy. Bao năm tranh này tranh thực ra tranh sơn này thì vẽ được rất nhiều thể loại, kiểu trừu tượng cũng có và cái khác cũng có. Ok, để anh làm một chim. Nói thì cái đặc điểm giấy này là nó thực sự là không dính nước, à quên, không thấm sơn ấy. Đấy nên anh nên vẽ mặt sau thì nó, anh thấy nó sần thì anh nghĩ nó thấm sơn. Mặt này nó cũng vừa. Ồ, đúng rồi. Anh nhớ vừa nghĩ ra hôm trước có bạn hỏi cái lọ này. Lọ này là lọ clear. Dùng đây, ví dụ cái chỗ này anh đang bị nó bị sơn nó đang khô lại rồi. Thì anh dùng nó để làm
ướt lại sơn thì anh có thể nạo vét dễ hơn. Đó, thấy không? Nhìn lên màu dễ hơn. Cái chuối đấy. Và nhìn lên trắng thì tưởng tượng giờ này style của anh đang bị xen lẫn chiều tượng một tí. Ok, hôm nay thì không một trăng sao gì cả. Một bức gọi là nôm. Thực sự là rất bức này rất là dễ luôn. Mà nhìn nó vẫn là có một cái bố cục sắc nét được ý. Ok, trong video anh sẽ kết thúc lại đây. Thì đúng là không thời gian nhiều, nhưng mà hôm nay anh sẽ làm luôn hai bức. Làm hai bức xem thế nào. Rồi ok, đây là có thể video thứ nhất. Ok. Rồi, đây là anh sẽ zoom cho. Cái đường trắng từ đây xuống là vét đấy, không lanh cạo cho nó trắng ấy đấy. Đó, bóng chưa? Đây là xịt không bị bụi thì nên nó sẽ bóng. Rồi ok, một cảnh biển nhỏ, có thể là mấy cái cây chuối ở Việt Nam. Đại loại thế. Ok, anh xin dừng video tại đây nhá. Hè hè. Nice.